Đây là chuyên mục bí ẩn sau màn đêm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện ly kỳ, thần bí tại ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những ngôi trường lâu đời nhất Sài Thành. Các bạn có tò mò những câu chuyện ly kỳ đã xảy ra tại đây hay không? Hãy cùng Hồng Nhung khám phá những câu chuyện được chính các bạn học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ. Những học sinh và cả giáo viên giám thị kể lại những câu chuyện rợn người về những lần gặp những vong hồn quanh trường. Một bạn nữ kể lại câu chuyện đã nghe từ cô giám thị tên Bộ. Cái thầy cô Bộ còn là tổng giám thị. Một sáng nọ cô đi dạo quanh trường để xem xét, thì thấy trên khu C, khu Bà Huyện, có một cậu học sinh đang đứng. Hỏi ra thì bạn ấy bảo là đi trực trường, mà lúc ấy là còn sớm lắm, nên cô Bộ mới ghi tên lại để tuyên dương học sinh tích cực. Vấn đề đây là khi xuống tra danh sách thì bạn này đã mất mấy tháng trước vì tai nạn. Một chị lao công trực ở trường cũng có lần kể lại. Các bạn đã biết cầu thang lên tháp đối diện phòng giám thị ở dãy Điện Biên Phủ đấy. Hồi đó cô hay lên sớm mở cửa phòng thì thấy có một học sinh nữ ngồi ngay cầu thang. Cô có hỏi là: "Đi sớm vậy con, lớp trực cả?" Thì học sinh nữ đó là trả lời: "Dạ con tới tạm biệt cô." Xong cô bảo đợi cô một tí, cô vào cô cất đồ. Lúc đi ra cô không thấy học sinh nữ đó đâu cả, cho đến khi cô xuống văn phòng và nhận được tin có một học sinh vừa qua đời. Chính là cô học sinh nữ ngồi ở ngay cầu thang đấy. Lần khác có một bạn học sinh kể lại câu chuyện được nghe từ chính cô Liên. Cái này là do cô Liên kể cho mình nghe. Cô kể hồi trường mình còn là Gia Long, trong một lớp học nọ, khi tiết học đã trôi qua được hơn một nửa, giữa chừng có một học sinh nữ cứ lầm lì từ ngoài bước vào lớp ngồi, không chào giáo viên gì cả. Vị giáo viên đứng lớp lúc đó thấy lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là học sinh mới từ bệnh thất đi lên vì mặt mày cứ cúi gầm. Cho đến khi vị giáo viên này thấy học sinh nó không chép bài gì cả, vị giáo viên mới hỏi nữ sinh đó tại sao lại lên lớp trễ, mà đã vậy lại còn không ghi bài. Vị giáo viên nhắc lại câu hỏi vài lần, nhưng mà bạn nữ sinh đó vẫn không trả lời. Sau khi nhắc lần cuối, vị giáo viên mới mời bạn nữ sinh này ra khỏi lớp. Bạn ấy cũng đứng dậy và đi ra, vẫn lầm lì cúi gầm mặt và không nói tiếng nào cả. Cho đến khi nữ sinh đó ra đến hành lang, vị giáo viên tức giận gọi lại và hỏi tên, thì lúc đó cô nữ sinh quay lại gần mặt lên. Trước sự chứng kiến của giáo viên và học sinh lớp đó, cô nữ sinh kia không có mặt. Nói cách khác, gương mặt chỉ là một vòng trắng toát và hoàn toàn không có ngũ quan. Dạo quanh một vòng ngôi trường Minh Khai, bạn sẽ được lắng nghe nhiều câu chuyện ly kỳ, trong đó phải kể đến khu nhà giám thị với những điều kỳ lạ đến rợn người. Có một lần có bạn nữ kể rằng, năm lớp 11, con trực ở dãy Điện Biên Phủ. Mấy hôm đầu thì không thấy gì, đến hôm gần cuối thì có chuyện. Lúc đó còn sớm lắm, trời còn tối thui. Mấy đứa bạn rủ lên lầu chơi. Mình nghĩ lấy chìa khóa lên mở phòng giám thị gian luôn cho tiện, rồi bảo tụi nó chờ tí để lấy chìa khóa. Lúc đi lên không thấy ai hết, kêu cũng chẳng ai trả lời. Chắc tụi nó đi rồi nên mình xuống dưới chờ. Hồi sau tụi nó giỡn quá bị lao công mắng vốn với cô chủ nhiệm, rồi bị bắt ghi bàn kiểm điểm. Đang thấy hên vì không lên thì thằng bạn nó bảo: "Sao mày cũng lên mà không có ghi kiểm điểm?" Mình bảo nó là có lên hồi nào đâu, còn ở dưới sân nói chuyện với con bạn mà. Xong thằng đó cứ đứa ra, bảo là thế mình đi lên rồi, còn đi nói chuyện với nó nữa cơ mà. Thằng đó nó đi cuối hàng, có đứa nói lúc đó đang ở dưới sân, còn nghe thấy tiếng mình la hét ở trên, mà thật tình là mình không hề đi lên đó. Sau vụ đó mình không trực ở Điện Biên Phủ nữa.
đến cả những bạn nam bạo dạn cũng không khỏi hốt hoảng. Nhớ năm ngoái có lần đi trực trường, lúc dắt xe từ cổng Điện Biên Phủ vào, tự nhiên thấy một bạn nữ mặc đồng phục minh khai, cũng dễ thương lắm, đang ngồi ở chỗ gốc cây ngay cạnh cái nhà xe nhìn mình. Mà ngộ cái nhá, mặt bạn ấy lại hơi trắng toát, lờ mờ mà lại không rõ mặt mũi, chỉ có cái đôi môi đỏ chót nhoèn miệng cười với mình. Mình dắt cái xe xong, xách cặp quay ra không thấy ai cả, bóng dáng cũng không thấy đâu. Thì là lúc đó trường rất vắng nên không thể nhìn nhầm được. Bạn kia cũng không thể đi nhanh như thế được, vì gốc cây cách nhà xe có vài bước chân.